Thưa quý vị, trên hình mà quý vị đang theo dõi là một loài côn trùng có tên là sâu ban miêu đã khiến cho hai người dân tại Nghệ An ngộ độc sau khi ăn món ăn được chế biến từ loài sâu này. Một bệnh nhân đã tử vong, bệnh nhân còn lại thì vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Độc tố của sâu ban miêu là cathadin, rất độc, có thể ngay lập tức gây hủy hoại các tổ chức cơ quan trong cơ thể từ dạ dày, ruột, gan, thận, máu. Các bác sĩ khuyến cáo là người dân tuyệt đối không được chế biến các món ăn từ loài côn trùng này. Và không chỉ côn trùng mà các loài thực vật có độc cũng có thể gây chết người. Cây du mại mà quý vị đang thấy ở đây ạ, có lẽ là không xa lạ gì với người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Với công dụng được truyền tai nhau là vừa có thể chữa được táo bón, lại vừa có thể chế biến thành một món rau rất ngon, nhiều người dân đã vội tin dùng. Tuy nhiên thì khỏi bệnh đâu chưa thấy, đã có trường hợp phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy gan thận nguy kịch. Đi ăn cỗ, cuối cùng về lại ngộ độc. Không ai nghĩ rằng loại cây vẫn thường được người dân miền núi phía Bắc coi là rau, lại khiến cho thanh niên trẻ này nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy gan, tổn thương thận cấp. Nguy hiểm hơn, còn có những người sử dụng loại lá du mại này sắc lấy nước uống chữa táo bón, chỉ vì nghe lời mách bảo của hàng xóm mà khiến cho bản thân suýt mất mạng. Nhưng người nhà bệnh nhân vẫn nghĩ loại lá này có công dụng tốt, chỉ bởi là bệnh nhân đang sử dụng sai cách. Uống cái đấy thì khỏi, nhưng mà ông uống nhiều quá. Tại uống thì nó kiểu là quá liều. Đầu năm đến nay thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp ngộ độc lá du mại nhập viện với các cái tình trạng khác nhau. Và có một số trong đó thì phải can thiệp đến thở máy, lọc máu. Các bác sĩ cho biết đây là loại lá có độc tố và độc tố này có thể gây vỡ hồng cầu, tan máu, dẫn đến thiếu máu nặng, đặc biệt là ở những người thiếu hụt men G6PD, loại men giúp tế bào hồng cầu hoạt động bình thường. Một số gia đình thì vẫn có thói quen là sử dụng cái lá du mại này vào mục đích là có thể sử dụng để ăn trực tiếp, có thể sử dụng để chế biến cùng với các cái thức ăn khác, và đặc biệt là một số nơi thì lại sử dụng để làm nước uống. Và chính vì vậy cho nên là cái tình trạng ngộ độc lá du mại vẫn xảy ra trong những năm gần đây. Các trường hợp ngộ độc lá du mại nhập viện hầu hết đều trong tình trạng nặng, phải áp dụng các biện pháp điều trị chuyên sâu mới có hy vọng cứu sống. Vậy nên các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được sử dụng loại lá cây này trong chế biến thức ăn hay làm thuốc tự ý điều trị bệnh.